Xin chào các bạn, hôm nay cửa hàng cửa diện Baby 15B Lan Ông Hoàn Kiếm Hà Nội sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm sữa HIP 1. Cửa diện Baby là doanh nghiệp tư nhân chuyên cung cấp đồ dùng cần thiết chăm sóc cho mẹ và bé tại số 15B Lan Ông Hoàn Kiếm Hà Nội với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, là người đồng sáng lập thương hiệu đã có tên tuổi tại Hà Nội trong lĩnh vực kinh doanh đồ dùng mẹ và bé từ năm 2000. Đại lý lâu năm mà các nhãn hàng đặc biệt tin tưởng, mặt hàng phong phú, chất lượng sản phẩm và giá thành cạnh tranh là các yếu tố cửa diện Baby đặc biệt quan trọng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh đồ dùng mẹ và bé, cửa diện Baby đã và đang xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hàng trăm nhãn hàng khác nhau, đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho khách hàng. Đại lý bán buôn của nhiều cửa hàng trên cả nước, ngoài các sản phẩm bày bán tại cửa hàng phục vụ bán lẻ, cửa diện Baby luôn sẵn sàng cung cấp nguồn hàng phong phú với số lượng lớn, bao gồm cả những mặt hàng khan hiếm trên thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tác bán buôn tại các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Cửa diện Baby tự hào là đối tác trong nhiều năm liền của nhiều cửa hàng kinh doanh đồ dùng cho mẹ và bé. Các đối tác bán buôn của cửa diện Baby hoàn toàn không phải lo lắng về chất lượng sản phẩm và giá thành, bởi cửa diện Baby cam kết mang lại sản phẩm tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất thị trường. HIP là thương hiệu hàng đầu tại Đức, ra đời vào cuối thế kỷ 19 và đến nay HIP đã có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, HIP đã có mặt từ năm 2003. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, HIP đã được rất nhiều ông bố và mẹ tin dùng cho con yêu của mình. Cửa diện Baby tự hào là đối tác phân phối bán buôn các dòng sản phẩm sữa trẻ em thuộc thương hiệu HIP cho rất nhiều cửa hàng, shop nhỏ khắp Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Sữa HIP 1 dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi. Sữa HIP 1 chứa rất nhiều protein, giúp bé yêu của bạn có đầy đủ chất dinh dưỡng để khỏe mạnh, phát triển cân đối, ăn ngon miệng và no lâu. Sữa HIP 1 chứa một hàm lượng các axit béo, axit linoleic, axit linolenic và axit folic, rất phù hợp với nhũ nhi, nhiều vitamin, taurine, carnitine và khoáng chất cần thiết. HIP 1 không chứa đường saccharolic, fructose và không có gluten. Bé cảm thấy no lâu hơn, thời gian giữa các bữa trở nên dài hơn. Với sữa HIP 1 được sản xuất từ nguyên liệu sạch sẽ, sản phẩm được đánh giá là mát, vị ngon nhẹ tự nhiên cùng với thành phần dinh dưỡng cân đối, hợp lý, giúp trẻ dễ hấp thu, tăng trưởng đều đặn và không gây táo bón. Liên hệ để trở thành đại lý đối tác bán hàng của cửa diện Baby, điện thoại 0438281535, hotline 0902211318, 0902311318, email cườngdienbaby@gmail.com.